Thời gian qua, tại tỉnh Quảng Nam, một số đối tượng hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ từ các tỉnh thành khác đã đến chia thành nhiều nhóm nhỏ, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương thức hoạt động. Hội này hoạt động với nhiều dấu hiệu tiêu cực, có yếu tố mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục.